Giọng hát Việt nhí đã đi đến chặng đường cuối cùng. Hơn 5.000 thí sinh, hơn 5.000 ước mơ tỏa sáng cùng những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Vui chơi, kết bạn. Luyện tập, ca hát và bùng nổ. Kết thúc đêm thi thứ tư, các huấn luyện viên đã mang về cho mình những chiến binh tuyệt vời nhất. Huấn luyện viên Lam Trường và huấn luyện viên Cẩm Ly đều đang tạm thời ngang bằng nhau khi mang về cho đội mình 13 thí sinh: Quỳnh Trân, Thế Lân, Diễm Trang, Linh Nhi, Danh Nam, Thiên Nhâm, Hoàng Sơn, Thanh Thảo, Yến Nhi, Minh Trường, Tuấn Minh, Như Quỳnh, Khánh Huyền, đội huấn luyện viên Cẩm Ly, Bế Ngọc Phương Nghi, Đoàn Minh Tài, Nguyễn Thị Phương Thanh, Vũ Thị Diễm Quỳnh, Huỳnh Thị Ngọc Anh, Nguyễn Trọng Tiến Quang, Trần Thu Hằng, Diệp Hoàng Phương Quyên, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Hải Khang, Phạm Phương Khanh, Lương Thị Ngọc Trang, Nguyễn Bích Hằng. Cặp đôi huấn luyện viên Hồ Hải Lưu Giang với sự thận trọng của mình, họ đang có 10 thí sinh: Nguyễn Linh Thiên Kim, Thanh Thao, Cao Hà Đức Anh, Ngô Thị Thu Huyền, Nguyễn Phương Uyển Nhi, Cao Lê Hà Trang, Trần Thị Thanh Thảo, Trương Nhã Thi, Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Kim Quỳnh Anh. Đêm nay, đêm cuối cùng của vòng chấu mặt, đêm có những tài năng xuất sắc. Đêm cuối cùng chạy đua nước rút khi các huấn luyện viên tung ra tất cả tuyệt chiêu của mình để mang về những thí sinh tài năng nhất. Cái giọng của con á, nghe nó thánh thiện lắm. Nhớ lúc còn bé như con nó có lần chú luyện thành bằng cách là chú hát trong phòng tắm là một nè, hoặc là chú lấy cái xô á, chú chùm vô trong đầu. Ủa, cười quá, anh ta nói gì kệ anh ta chứ. Hôm nay đây là cuộc thi với bộ anh những gia đình đâu. Và cô nghĩ rằng là con chính là một trong những nhân tố sáng nhất của năm nay. Tất cả chỉ có trong đêm nay. Quán quân của chương trình Giọng Hát Việt Nhí sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, một giải nụ cười rạng rỡ nhất trị giá 100 triệu đồng từ nhãn hàng PS và một học bổng trị giá 50 triệu đồng từ nhãn hàng Flyboy. Và một năm sử dụng sản phẩm PS và Flyboy miễn phí dành cho cả gia đình. Ngoài ra, khán giả theo dõi chương trình có thể truy cập website www.giọnghatviệtnhí.com.vn để bình chọn cho huấn luyện viên và thí sinh mình yêu thích nhất, để có cơ hội nhận được một học bổng khuyến học trị giá 10 triệu đồng cho nhãn hàng PS và Lifebuoy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam trao tặng. Và bây giờ, vòng chấu mặt đêm thi thứ 5 chính thức bắt đầu. Thí sinh đầu tiên trong đêm nay là một cô bé tài năng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tên là Võ Ngọc Diệu Minh, năm nay em 14 tuổi, em học ở trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Chỗi, lớp 83. Gia đình em gồm có 4 thành viên, đó là mẹ em, ba em và chị em. Dạ, trong gia đình thì em thân với chị. Xin chào mọi người, mình là Trinh, chị của Diệu Minh, thí sinh tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí năm 2014. Hai chị em thật sự rất là lo lắng vì chưa có tham gia bất cứ chương trình nào. Để mà tìm tòi những cái thông tin để làm sao để mà cho em gái được đi thi á, mình thì cũng có công việc riêng cho nên là cũng rất là bận. Còn em gái thì cũng không có rành về internet nhiều cho nên là cứ chị ơi suốt ngày chị ơi chị giúp em với nhanh lên để sợ cứ sợ trễ thôi. Cùng tìm được thông tin và đăng ký cho em gái đi thi. Nhỏ ơi cố lên, chị rất là tự hào về nhỏ của chị nè. Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't help everything, but
don't you take chances, you might feel pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side and watch this life pass me by. Happy, but safe as could be. Con tên gì? Dạ con tên là Võ Ngọc Diệu Minh. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 14 tuổi. Diệu Minh ơi, con hát cái bài hát vừa rồi ấy, là nó thể hiện được cái giọng hát của con. Không biết là nói vừa nãy nói thì rất là khác, nhưng mà khi con hát thì giọng hát rất là dày dạn. Nhưng mà chú chỉ gợi ý một chút thôi là con không nên cầm mic quá cao. Quá cao như này là không nhìn thấy mặt mình đâu nữa cả. Mà mặt mình xinh như này nên mình phải để thấp thấp xuống thôi đấy. Cảm ơn chú. Thì sẽ xinh hơn. Cái tương lai của con, cô nhìn thấy đầu tiên, nhìn thấy xa lắm nên cô bấm đầu tiên. Cảm ơn cô. Tại vì cái tình cảm thì không phải là vấn đề chỗ là bấm trước hay bấm sau, thì tới giờ thời gian của con là có một đoạn khoảng trong vòng 3 phút của bài hát, thì bấm sớm hay bấm muộn gì cũng không quan trọng. Quan trọng là cái lòng mình lúc đó đang chảy theo cái bài hát của con. Đôi khi bấm sau mà lại là cái người thật lòng hơn. Cảm ơn chú. Chú hồi anh có nói về vấn đề cầm mic, thì sẵn đây chú nói thêm chút xíu luôn. Thực ra cái mic cầm cũng quan trọng, trong hát cầm quan trọng lắm. Chứ cần con để vị trí cái mic nó khác đi thì cái giọng con sẽ khác đi. Trừ khi là mình có chủ ý là muốn đổi cái giọng đi, giống như cô Phương Thanh hát để trên đây nè. Con hát rất là hay. Có một số chỗ chú thấy con hát rung rung, nó lạng chút xíu nốt, nhưng mà chú nghĩ là chắc là do con xúc động hay là con hồi hộp đúng không? Chú nghĩ là vậy, bởi vì phần lớn trong cái bài hát con hát xử lý rất là tốt. Cái chỗ mà con hát và con chuyển sang giả thanh rất là tự nhiên, rất là nhuyễn. Đôi khi mình không phát hiện ra luôn. Chú thấy con hát rất là tốt. Cô thích cái lúc mà con hát cái quãng trầm, nó rất, cái giọng con rất là hay, rất là đẹp. Con rất cảm ơn ba vị giám khảo vì đã chọn con. Con đều rất thích cả ba người. Con không biết phải chọn ai nữa. Không biết chọn ai à. Dạ con xin chọn đội của cô Lưu Hương Giang. Cảm ơn con. Happy nhá. Ai pet tóc cho con đi. Dạ. Đẹp. Vậy là Diệu Minh đã chọn về đội của cặp đôi huấn luyện viên Hồ Anh Lưu Hương Giang. Không biết anh Lam Trường và chị Cẩm Ly đã chuẩn bị chiến lược gì cho đêm cuối cùng của vòng đấu mặt này. Và tiếp theo sẽ là một cô bé đáng yêu đến từ thành phố Hồ Chí Minh với chất giọng trong sáng. Thank you.
nghe biển hát di dào như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thầm đượm tình yêu thương, vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui, mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Chào các cô chú. Dễ thương quá. Tên là gì? Dạ con tên là Nguyễn Thanh Thủy Vi. Thủy Vi biết không, cái bài hát này ấy, nó rất là ý nghĩa. Và chú rất là cảm ơn con vì là con lại một lần nữa hát lại cái bài hát này để cho tất cả mọi người ở đây cũng đều cảm nhận được cái tình yêu thương đối với mẹ của mình. Và hôm nay con hát cái bài hát này ấy, thì chú nghĩ là con hơi bị lơ là một chút và thỉnh thoảng con cũng hay bị mất hơi nữa. Vì đây là một cái bài hát nhạc pop ballad. Hát cái nhạc ballad này thì cần phải có một cái cột hơi rất là mạnh và rất là dài thì mới có thể làm được. Thì hôm nay thì có thể là chưa may mắn một tí xíu thôi, nhưng con về con luyện tập thêm. Và cô chú rất là mong là sẽ gặp lại con trong giọng hát Việt nhí năm sau. Cảm ơn con. Fast colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid. Tiếp theo là những thí sinh vô cùng đặc biệt. Các em đã khuấy động cả khán phòng. Ra thì con hát rất là hay, hát rất là chỉnh chu mà giọng con rất cũng rất là nội lực. Cảm nhận được rằng là con đang muốn là mọi người thấy được cái sự tự tin của con. Trời ơi, con hát á là cô thấy cả một cái sự say mê của con trong đó, con feel. Điều gì đã làm các huấn luyện viên phấn khích đến như vậy? Đừng chuyển kênh quý vị nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại vòng giấu mặt của chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Tiếp theo là một cô bé cá tính đến từ Nghệ An. Mình tên là Nguyễn Thành Huế, mình đến từ Nghệ An. Mình học trong tiểu học Trung Thanh, lớp 5B. Cá tính của mình là để tóc ngắn. Các bạn đừng nhìn mình là con trai nha. Cô em là nghệ nhân hát tuồng. Cô em truyền lại cho ông em. Ông em truyền lại cho bố bà em. Còn bà em truyền lại cho em. Em truyền lại cho anh. Nếu em đạt được quán quân Giọng Hát Việt Nhí, em sẽ để dành một nửa cho gia đình và nửa là để ủng hộ cho người khuyết tật. Ở nhà thì ai là người động viên cho con nhiều nhất trong cái việc ca hát của mình? Dạ, đó là ba của con ạ. Thấy con rất là rụt rè nè. Ở nhà thì cháu Khánh Huế có hay nhõng nhẽo với bố mẹ không? Thường con gái là rất hay nhõng nhẽo nè, đúng không? Nhõng nhẽo nhất là khi nào? Dạ, nhõng nhẽo nhất là khi nhà. Là sao? Nó là nhõng nhẽo là đòi bố mẹ mua đồ chơi nè, đúng không? Đòi được đi chơi nè, được sắm quần áo mới nè. Ngày hôm nay con mặc cái bộ áo dài rất là dễ thương. Ai chọn cho con vậy? Dạ, đây là mẹ chọn cho con ạ. Mẹ chọn. Rất là đẹp đó, ấn tượng lắm. Còn ngày hôm nay là cũng mong rằng là con sẽ có được phần thi thật là tốt, thật là tuyệt vời nhé. We'll be right back.
Gái bao nhiêu tuổi rồi? Thưa ban giám khảo, năm nay con 11 tuổi ạ. Con đến từ đâu? Dạ, con đến từ Nghệ An. Nghệ An. Nghệ An là con tên là gì nhỉ? Dạ, con tên là Nguyễn Khánh Huế. Huế. Thế tại sao bố mẹ lại đặt tên con là như vậy? Dạ, tại vì gốc con là người Huế. Gốc là người Huế. Thế nên là bố mẹ mới đặt tên con là như vậy. Và con lại hát một bài hát mà về một cái những cái nét rất là ả đào, ca trù miền Bắc rất là hay. Cô thì cô khi mà cô không được nhìn con hát, nhưng mà cô cảm nhận được rằng là con đang muốn là mọi người thấy được cái sự tự tin của con ở trong cái câu hát của con. Và mặc dù không nhìn thấy con nhưng cô cảm nhận được cái điều đó. Và mặc dù là cô Ly bấm, nhưng mà cô cũng phải cảm ơn cô Ly vì cô đã bấm cho cô. Không, tại vì thật ra Ly nghĩ rằng bé sẽ rất là hợp với đội của Hoài Anh và Lương Giang. Cho nên là chờ mãi mà Ly không thấy bấm. Mà sao chị bấm, chị lại bảo là hợp với đội em? Không, tại vì thấy rất là hợp mà Ly thấy mãi này không bấm. Mà Ly là bỏ là Ly cảm thấy tiếc, tại vì giọng bé rất là tốt, giọng bé rất là bén. Nói chung là cô chú đều bấm. Giọng rất là bén. Nhưng mà không có biết được là ý mình thật sự là gì không. Nhưng mà riêng chú Trường bấm thì chú Trường biết là thích giọng con. Tại vì á, chú thấy là mà khi mà con hát bài hát này á thì con hát rất là hay, hát rất là chỉnh chu, mà giọng con cũng rất là nội lực. Trong một cái bài hát như thế này đòi hỏi một cái người hát phải điêu luyện thì hát mới ra được cái chất của bài này. Nhưng mà con một cái lứa tuổi như con như thế này mà con hát bài này thì quá hay. Cô nhìn thấy được cái tương lai của con, nhưng mà cô nghĩ rằng là nó có thể tiến xa hơn nữa, nó có thể làm tốt hơn thế nữa. Ở trong những cái âm cao của con á, cô rất là thích nghe những cái âm cao, nhưng khi các cái âm cao đấy cô muốn là nó phải thả lỏng hơn ra một tí nữa và nó phải thoáng hơn. Thì nếu như con về với cô thì cô sẽ chỉ cho con cách làm sao để hát cho nó thoáng ra. Dạ, trong ba huấn luyện viên ai cũng thích, nhưng mà chỉ chọn được một người nên con sẽ chọn đôi à. Cảm ơn chị ạ. Chúc mừng con nhé. Như vậy cặp đôi huấn luyện viên Hồ Hoài Ly Giang đã thành công khi tiếp tục chiêu mộ thêm cô bé cá tính này vào đội của mình. Tiếp theo là một cậu bé nhỏ nhắn nhưng sở hữu một giọng ca đầy tài năng. Con tên là Đào Gia Phúc, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Vũng Tàu. Nhà con có 5 người. Ở nhà con yêu ba mẹ và hai chị nhất. Ở nhà thì ba mẹ con thường gọi con là cô Tí, vì là lúc đó con mập nhưng mà con nhỏ xíu à, nên ba mẹ gọi con là cô Tí. Trên trường bạn con thường hay gọi con là nấm lùn, vì con lùn hơn những bạn khác. Mơ ước của con là được làm ca sĩ. Lý do mà con muốn đi thi giọng hát Việt là con muốn để học hỏi và được hát cho mọi người nghe. Cảm giác của con hồi hộp, hơi lo sợ, nhưng con cũng tự tin, con vẫn có một hy vọng là cả ba huấn luyện viên sẽ chọn con. Con trai ơi, lại đây, con làm gì mà con leo trèo vậy nè, nhiều năng lực quá vậy. Sao rồi, đau đúng không? Ngoại kiểu này chắc là đâu có căng thẳng lo lắng gì đâu đúng không? Không, thì thôi ra sân khấu đi kìa, có cần con rồi. Dạ, con. Chocolate, nhớ xuân quê ngọn núi mang tiếng đàn, cha pi.
cha bi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái chân nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đang đã đông đầy, một người chắc tuổi. Con 10 tuổi hả? Không phải 10 tuổi. À, con có khai màng không vậy? Khai màng. Giống 5 tuổi tiểu. Đúng không? Khai ông 10 tuổi đi đi. Năm nay con 10 tuổi. Năm nay con 10 tuổi. Con 10 tuổi hả? Dạ. Con ơi, nghi ngờ quá, con đưa chứng minh thư chú coi coi. Ủa chứ? Làm gì có chứng minh thư. Con ơi, con tên gì? Trời ơi. Dạ, con tên là Đào Gia Phúc. Con Đào Gia Phúc phải không? Con 10 tuổi hả? Trời ơi, ốc tiêu của cô ơi. Thôi nha, vụ hoài nha, bực mình rồi. Ủa cái kẹo nữa hả? Để... đâu ơi. Không phải kẹo đâu, để vậy thôi à. Để vậy thôi, màu đỏ cùng với cái áo nè. Không có phải vụ đâu. Con. Trời ơi, con hát á, là cô thấy cả một cái sự say mê của con trong đó. Con nhắm mắt, con feel. Feel, feel rất là tự do, tự tại. Mà con bỏ nhỏ những cái chỗ đó rất là hay luôn. Con hát rất là hay. Mà mỗi người ở đây, mỗi lần mình nghe con hát, tại vì cái bài hát này nó tình yêu, mỗi lần con hát tới cái đoạn đó đó, nhưng mà con hát quá là ngọt. Con hát giống như một người đang có cái tâm trạng thật như vậy đó. Con hát như một người lớn gì đó. Cho nên là làm sao mà con làm được như vậy. Con hát quá hay luôn đó. Thế con tìm cảm xúc từ đâu mà con hát được hay như vậy? Con hát truyền cảm thế như vậy? Con hát cứ y như rằng là con đáng là cái nhân vật trong bài hát vậy đó. Dạ, con tìm cảm xúc từ bài hát. Wow. Tức là con tưởng tượng ra luôn hả? Tức là dạ. Con đặt mình vào nhân vật trong bài hát để... Có nghĩa là con tưởng tượng ra cái bức hình trong cái câu chuyện luôn đúng không? Cái khung hình. Trời ơi, vậy là con giỏi quá. Cô nói nghe nè. Nhà cô đó có hai bé gái. Mà không này, cô tâm sự thôi. Mà chú nhạc sĩ Minh Vy á, chú thích có quý tử lắm nhưng mà năn nỉ cô hoài. Cô không có chịu. Bây giờ con vào nhà cô, con là quý tử của cô đi. Vào ngôi nhà của cô đi, làm quý tử của cô. Cái này đi. Là hơi quá rồi đó nha. Ủa, mắc cười quá, anh ta nói gì cả anh ta. Hôm nay đây là cuộc thi với bộ phải những gia đình đâu. Ủa, ngôi nhà chung mà. Ngôi nhà chung cũng được phải không con? Nếu mà con vào đội của cô, tức là con vào ngôi nhà chung của cô Cẩm Ly. Nói chung là bây giờ ở đây ai cũng yêu thích con, ai cũng yêu mến con, ai cũng muốn nhận con làm con á. Chú cũng muốn nhận nè, nhưng mà tại sao chú biết là con tới đây không phải là để nhận
những gia đình mà con thấy được hát. Và con hát bằng tất cả tình cảm con, hát cho mọi người cùng nghe và thấy được cái sự đam mê của con. Chú thấy được cái sự đam mê của con đến đây con thì đúng, con phải là nhận gia đình, nhưng mà con sẽ sống trong một gia đình chung. Đó là gia đình của Cẩm Ly, là trong đội của cô. Đội của cô là lúc đó khi mình sống, mình làm việc với nhau, mình trao đổi và mình làm việc một khoảng thời gian dài. Tại vì con còn tiếng xa, nói với giọng hát này con còn tiếng xa, mình sẽ làm việc với nhau. Thì lúc đó mình sống với nhau, tình cảm nó chan hòa như là gia đình rồi. Thì bên đây cũng vậy thôi. Gia đình này, nếu mà nói gia đình thì gia đình này bị khuyết, gia đình này cũng bị khuyết, gia đình này đầy đủ hơn. Chính vì khuyết đó, chính vì thiếu thốn nên mới cần, phải không con? Thì con mới là quý, phải không? Con chú, con chủng, nó nhìn con mấy giờ chú thì, chú thì chú nghĩ học là thì... khi mà quay, không cần quay lưng lại thì chú đã biết là con sẽ hát trọn vẹn cái bài hát này. Và chú đúng là chú đã không lầm, chú chỉ có là chú muốn quay lại sớm để chú nhìn thấy con, nhìn thấy cái vóc dáng của con. Thế và đúng thực sự là rất là bất ngờ, bởi vì cái vóc dáng của con rất là hay, mà chú rất thích cái kiểu mà con kiểu như là một lãng tử ấy, như một chàng lãng tử đi long dong hát bài hát cũng rất là thong thả và ung dung. Chú rất là thích cái điều đấy. Mà hình như là không run tí nào hay sao? Có run không? Không hề. Không hề run. Không hề run. Con, cô cầm này lên cho con nha, cô xin phép được không? Kiểu không? Con lấy con được. Cô cầm lên xong rồi lại bên này lại xin lại ấy mà. Thôi, không có đâu. Chấp nhận rồi, con chấp nhận rồi. Chấp nhận được con ha. Không, chấp nhận cái món quà chấp nhận chứ không chưa dám nói cái kia đâu. Nhưng mà chắc chắn là cũng về đội của Cẩm Ly thôi. Đúng không con? Con sẽ về con làm quý tử của đội cô, phải không? Con biết không, đội của cô Cẩm Ly ấy là có mấy bạn ấy hát nhạc cũng rất là giống con đấy. Không hề, không hề. Ok, nhưng... làm gì kìa? Cô để cháu nói đã chứ cô. Rồi để cháu nói rồi, để chú anh la cô. Con nói đi, con muốn nói gì nói đi. Con muốn nói gì con cứ nói đi, để em thay biểu. Mớm tại mớm cô. Không có mớm. Dạ tại cô cho con kẹo nên bắt buộc con phải tròn cô. Ai vậy, ai nói vậy? Dạ, em không biết đâu. Ai vừa nói đấy? Giọng ai thế nhỉ? Nói cái gì thế không biết. Dạ. Giọng hát để phục được các cổ động viên bằng chất giọng nội lực cùng với sự trình diễn hết sức nghệ sĩ của mình. Liệu rằng cậu bé Gia Phúc sẽ về với đội huấn luyện viên nào đây? Tiếp theo là những giọng ca đầy nội lực với những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu giọng hát Việt nhí. Cất tiếng hát lên á, thì cô nghĩ rằng là các cô chú ở đây không có gì để dạy con cả. Là những cái con đưa tay ra trời, rất là... Chú vẫn còn nguyên nổi ra gà này, con hát rất là hay, chú rất là thích và chú rất là hợp với con. Đó cái những điều chú muốn làm nhưng mà chú chưa làm được. Tại vì chú muốn là dồn tất cả những điều đó cho con. Thí sinh nào sẽ chinh phục được các huấn luyện viên? Đừng chuyển kênh quý vị nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại vòng giấu mặt của chương trình Giọng Hát Việt nhí. Chú rất thích cái kiểu mà con kiểu như là một lãng tử ấy, như một chàng lãng tử đi long dong hát bài hát cũng rất là thong thả và ung dung. Chú rất là thích cái điều đấy. Bằng tất cả tình cảm con, hát cho mọi người cùng nghe và thấy được cái sự đam mê của con. Đúng không con? Con phải dài, con làm quý tử của đội cô, phải không? Dạ, cô cho kẹo của con nhưng con quyết định vô đội của chú Lam Trường. Bây giờ chú thật sự là chú cảm ơn con. Chú ngồi dưới là chú hồi hộp lắm. Chú không biết là con chọn ai nữa, nhưng mà con chọn chú quá đúng đắn. Chú hứa với con là chú sẽ làm hết sức để mà giúp con hát tốt hơn ha. Bây giờ là chú có con, chú có kẹo luôn. Gì cười vậy? À, cảm ơn cô, cảm ơn cô, con chào, cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Giỏi. Con làm chú đang, chú làm trường tự mãn quá thấy chưa.
Phải vậy thôi, phải vậy thôi. Chúc rồi. Mừng con nha. Ủa, chào cô chú đi. Kéo gì ngon thế? Cái này là cái gì đây? Con chẳng biết. Thôi đừng mở ra đã. Thử đi. Thôi ăn kẹo sủi răng đấy con ạ. Thôi giữ lại để làm kỷ niệm, để làm kỷ niệm của cô. Kỷ niệm thôi con, ha. Dạ. Rồi, lát nữa xuống ăn chút ăn riêng chú. Dạ. Mẹ rất hãnh diện nhìn con. Rồi ai cho làm cháu không nữa. Ai cho? Dạ thân dễ. Dạ trời. Rồi. Yeah. Yeah. Chưa vào tập luyện nhưng mà chú cháu đã dành ăn nhau rồi, thấy không? Chúc mừng anh hai Lam Trường khi có được giọng ca tài năng Đào Gia Phúc. Cuộc đua đang trở nên gay cấn khi huấn luyện viên Lam Trường đang sở hữu cho mình những thí sinh tài năng cuối cùng. Liệu rằng huấn luyện viên Hồ Anh Luân Giang và huấn luyện viên Cẩm Ly sẽ có những chiến thuật gì để thu hút những tài năng nhí còn lại về đội của mình? Chúng ta hãy cùng gặp mặt một cô bé vô cùng dễ thương. Hello, con là Jenny Như Ý, học sinh lớp 5-2, trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi. Ở nhà con thân nhất là bố, mẹ, anh và em trai. Bố mẹ thường hát cho con nghe giọng cổ. Ba mẹ hát vậy nè. Chim quyên có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài tình em. Con rất thích chương trình này vì con rất là đam mê âm nhạc. Con biết hát từ lúc 3 tuổi. Khi thi chương trình này, con muốn giành được giải quán quân. Con cũng muốn khán giả mến con hơn. Chào Như Ý. Dạ, con chào cô. Để tham gia vào những cuộc thi này, ngoài việc thích hát ra mình còn phải hát hay nữa. Thì con có tự tin với giọng hát của mình không? Dạ, có. Tại sao mình lại thích hát? Cô, tại vì nếu mà mình hát thì mình sẽ xua tan đi bao cái mệt mỏi khi mà mình học căng thẳng hoặc là làm một việc gì đó rất mệt. Thường thì con hát thì con sẽ chọn những ca khúc như thế nào? Con chọn những ca khúc mà nhưng mà thì hát cái mấy bài vui cho nó đỡ mệt. Cho nó sung để lấy lại tinh thần đúng không? Đặc biệt là lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho những phần thi của mình ha. Chút xíu nữa thì cô Jenny sẽ gặp bài cáo. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Nhưng mà vẫn hát bình tĩnh. Con giới thiệu tên tuổi mình đi. Con tên là Như Ý. Năm nay con 11 tuổi, học sinh lớp 5. Con biết không? Ở đây hai người này, chú thấy tiếc cho hai người này vì không ấn chọn con. Bởi vì đó là cái giọng của con là rất rất là sáng, rất là khỏe. Con chỉ cần
chú chỉ cần rèn rũa thêm một chút xíu thôi. Chú tin chắc rằng là con sẽ về với đội của chú là chúng ta sẽ có được những cái khoảnh khắc. Thứ nhất là vừa được chơi, vừa được học. Và chú hy vọng là thời gian đó sẽ rất là ý nghĩa với con. Vô tới dòng này rồi, chú Trường không cần nói thêm là cái khả năng của các cháu thì mọi người cũng thấy rõ. Nhưng mà mình cũng phải cân nhắc rất là nhiều với những cái màu sắc, những cái giọng ca trong cái nhóm của mình. Thì thôi thì khi mà chú cũng đang vân vân thì thấy chú hồi anh bấm rồi thì chú cũng rất là an tâm. Và chú tin là với sự rèn giũa của cô chú thì chắc chắn là con sẽ hát càng ngày càng hay hơn ha. Và chú chúc mừng con. Con cảm ơn chú. Con cũng cảm ơn cô, cảm ơn chú. Cảm ơn con. Bây giờ lên bụng con đi. Các cô chú có ấn tượng cảm ơn không? Cần sâu vậy không trời? Vậy ấn ngoài tiếc lắm luôn á. Có cần phải dạy không? Suối hả? Phải chí rồi. Cặp đôi huấn luyện viên Hồ Hoài Anh Lưu Giang liên tiếp giành về được cho đội mình những thí sinh mạnh. Liệu rằng với đà này, chiếc ghế đôi có hay không thể là đội đầu tiên chạm đích? Và tiếp theo sẽ là một cô bé đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh ơi, chú chỉ nghĩ là cái bài hát này ấy, nó rất là hay và rất là dễ cảm nhận. Nhưng mà để cho mà người ta cảm thấy cái giọng hát của mình nó rộng hơn, ấy, sâu hơn thì nó không có nhiều được cái chỗ để mà cháu làm được cái việc đấy. Và bản thân cháu cũng chưa làm được hết cái sự tinh tế ở trong cái bài hát này. Đấy là một cái điều mà rất là đáng tiếc. Tuy nhiên ấy, là ở những cái cữ giọng chung của cháu thì rất là hay và rất là đẹp. Đấy thì chú nghĩ là cháu cố gắng làm sao để cháu có thể mở được cái giọng của cháu nó... cái quãng giọng của cháu nó rộng ra được hơn nữa. Đấy thì cháu sẽ hát được nhiều những cái thể loại bài mà khác nhau. Và cái nó sẽ thuận lợi hơn. Nếu như mà cháu đam mê ca hát thì cứ luyện tập hàng ngày. Cô nghĩ rằng là cơ hội nó không phải lúc nào nó cũng đến với mình nhiều lần. Và khi có cơ hội thì mình đừng có rụt rè gì hết. Mình cứ tự tin, mình cứ làm hết sức của mình. Cô nghĩ là điều đó là điều con cần ghi nhớ. Hy vọng là năm sau con sẽ trở lại đây. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một thí sinh vô cùng đặc biệt. Con tên là Mai Chí Công, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ thị xã Lai Châu. Hiện tại thì con đang sống ở Hà Nội. Con quyết định rời xa gia đình và Lai Châu thân yêu của con là vì con quyết tâm và muốn theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của con. Từ hôm xuống Hà Nội đến bây giờ, con mới được về nhà một lần, cho nên con cảm thấy rất nhớ gia đình, bạn bè, thầy cô. Khi biết tin con được chọn vào vòng giấu mặt của chương trình Giọng Hát Việt Nhí, con đã rất vui. Ban tổ chức của chương trình cũng đã tặng cho con một chuyến về Lai Châu thăm gia đình và báo tin vui này cho bố mẹ con biết ạ.
vì muốn tạo bất ngờ này cho bố mẹ nên con chỉ nói việc này cho ông biết thôi. Con chào ông ạ. Ông đợi lâu chưa? Ông đón con ở bến xe khách và đưa con về nhà trên chiếc xe đạp điện quen thuộc của ông. Đây là nơi mẹ con dạy học và con sẽ là một điều bất ngờ cho mẹ con ạ. Ông chở con tới chỗ dạy học của mẹ. Mẹ con là giáo viên dạy học cho các anh chị người dân tộc thiểu số đấy. Lúc con đến thì mẹ vẫn còn trong tiết dạy. Con đã đứng ngoài cửa sổ để nhìn mẹ rất lâu. Lâu đến nỗi con cảm thấy như hình ảnh này của mẹ sẽ luôn ghi sâu trong tâm trí con vậy. Lọt vào vòng giấu mặt của chương trình Giọng Hát Về Nhí ạ. Để cho con đỡ nhớ nhà, bố đã thưởng cho con bằng một chuyến đi thăm bản và dân tộc đồi chè. Lai Châu của con có rất là nhiều bản dân tộc và đồi chè rộng lớn. Con cảm thấy rất vui vì ở bản con đã được làm quen với những người bạn mới. Thế là lớp mấy rồi? Lớp 4 à? Thế lớp mấy? Ôi giỏi nhỉ. Các bạn vừa đưa con đi chơi khắp bản này, còn hát cho con nghe nữa. Ta kỳ sản dòng có duyên trái có một tiêu, mùa rộng có một tù nàng cụ lâu, con dài của một người ý chí. Con dài của mùa mà kia sợ gió xuống cuối năm, nhỏ xa hàng thu nó chỉ mùa lòng cười, dòng cơ mò từ mẹ cũ lưu. Khi đi thăm đồi chè cùng bố, bố đã dặn dò con rất nhiều. Bố đã dặn dò con phải luôn thoải mái, tự tin và hát bằng tất cả tấm lòng của mình dành cho khán giả. Con sẽ cố gắng trong cuộc thi này để bố mẹ tự hào về con. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was way that taught my heart to feel, and grace my fear relief. A precious deal, the way to be the first believe.
tên gì? Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con tên là Mai Chí Công ạ. Năm nay con 12 tuổi. Trời, 12 tuổi. Wow. 12 tuổi mà phong thái đàn ông vô cùng luôn. Rất trời. Là men. Rất là men luôn. Chuẩn men. Chứ trời nói chuẩn men luôn. Công ơi. Công ơi, công ơi, công à. Con hát bài này tốt quá à. Cô thích nhất là chất giọng, cô không nói rồi, chất giọng con quá tốt, khi con lên cao cũng vậy nữa. Con cũng biết con nén cái giọng khi con lên nhưng nó tròn cái chữ. Và con có một cái độ ngân, cái rung của con rất là tròn, rất là tốt luôn, rất là tròn. Và đặc biệt nữa, khi con hát á, con xử lý bài hát dễ sợ quá. Cái khi nào cần cao trào, khi nào cần con thả rất là nhẹ luôn, nghe nó rất là êm. Cái phong cách của con biểu diễn rất là chững chạc, là những cái con đưa tay ra trời, rất là... rất là hay. Ở cái độ tuổi của con coi như là nó hoàn toàn là như một người đàn ông thực thụ mà đỉnh đạt mà đi biểu diễn á, cô rất là thích. Cho nên cảm là cô biết rằng á là cô bấm chuông lại đây, nhưng mà chưa chắc con chọn cô, tại vì con nghĩ là cô chỉ hát dân ca. Nhưng mà con yên tâm, tại vì bởi vì đằng sau lưng của một huấn luyện viên nào cũng có một cả một ekip hết. Cho nên là cô rất là muốn cái màu của con vào đội của cô. Đó, cô nói tới đây hết, giờ cô nhường. Bản thân cô thì cô nghĩ là khi con cất tiếng hát lên á, thì cô nghĩ rằng là các cô chú ở đây không có gì để dạy con cả, bởi vì con đã hát quá tuyệt vời rồi. Chỉ có điều là khi mà con về với các cô chú thì cô chú sẽ rèn giũa cho con thêm nữa về kỹ năng biểu diễn, để cho con sẽ lên một cái tầm mới. Còn cô nghĩ rằng là mọi thứ của con quá hoàn hảo, và bây giờ chỉ là con chọn ai thôi, chứ còn cô chú không có quyền chọn con nữa rồi. Mà con 12 tuổi đúng không? Dạ vâng ạ. Hình như năm trước Quang Anh thi những 12 tuổi rồi. Hình như thế nhỉ? Ừ, quán quân đội mình đấy. Chú nói vui thôi. Chú rất là thích cái bài hát vừa rồi của con đây này. Chú vẫn còn nguyên nổi da gà này. Con hát rất là hay, cái flow của con rất là R&B. Chú rất là thích, chú là người đam mê và mê những cái luyến đó, luyến R&B đó. Và chú nghĩ là chú với con rất là đồng cảm với nhau những cái đấy. Đấy, kiểu, kiểu như thế. Chú rất là thích và chú rất là hợp với và con. Và con phải biết rằng là một người khó tính như chú Hoài Anh mà khen con hết lời như thế, thì tức là con phải về với ai? Chú Bác Trường. Được xong chưa? Để cho anh hai nói đi, anh hai nãy giờ nóng ruột. Chào con. Giống như là cô Cẩm Ly, chú Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang thì nói tất cả những cái ưu điểm của con, thì chú cũng không có gì để mà chê ở cái giọng của con được. Quá đẹp, quá tốt, quá hay. Chú rất là thích. Và đặc biệt là khi mà chú quay lại á, thấy cái phong thái của con diễn á, làm cho chú nhớ lại cái khoảng thời gian chú mới bắt đầu vào nghề. Và mặc dù con còn rất là bé, rất là nhỏ, nhưng mà cái phong thái con rất là tự tin, rất là chững chạc, làm cho chú cảm thấy rất là bồi hồi. Chú cảm thấy rằng trong suốt thời gian mà chú đi hát cho tới ngày hôm nay, có nhiều điều chú làm được và có những điều chú muốn làm nhưng mà chú chưa làm được. Tự nhiên chú muốn là dồn tất cả những điều đó cho con. Trời ơi. Thực sự nếu mà con về với đội chú thì chú dồn tất cả những điều đó dành cho con. Thôi bây giờ thì để cho sự lựa chọn của bé đi. Thôi để bé con lựa chọn rất đi. Rất cảm ơn lời nhận xét của các cô các chú. Thực ra thì con cũng muốn vào đội cả ba người luôn. Nhưng mà chương trình chỉ cho chọn một nên mà con... Liệu giọng ca tuyệt vời này sẽ về với đội của ai? Xin chờ trong giây phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tiếp theo là hai phong cách âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Những giọng ca đã hoàn toàn thuyết phục được các huấn luyện viên. Mọi người không cảm thấy con non nớt với bài hát, nó rất là vừa vặn. Và cô nghĩ rằng là con chính là một trong những nhân tố sáng nhất của năm nay. Và huấn luyện viên nào sẽ thuyết phục được các em? Không biết con có biết không nhỉ, chú có một cái kinh nghiệm như thế này, rất muốn là truyền lại cho con. Trước khi muốn hát phòng trà là hát phòng tắm trước. Chú còn nhớ lúc còn bé nhưng con có lần chú luyện thành bằng cách là chú hát trong phòng tắm là một nè, hoặc là chú lấy cái xô á chùm trong đầu. Theo chú nhá, là chú con nên về đội cô Cẩm Ly, bởi vì về đội cô ấy là cô có cách khác, rồi cô có một cái chậu luôn.